Xin chào anh em yêu xe trên toàn quốc. Giới thiệu với anh em một chiếc xe The Ram 2 thương hiệu Long Sin. Còn rất chất luôn. Mới cưới được em về được mấy hôm thôi. Đấy, anh em xem. Tất nhiên xăm lốp thì có thể thay, nhưng mà những gì đi theo xe gần như còn nguyên nhá. Mặt rất sáng. Nên cái phần đồng hồ thì còn không thể nhìn thấy số nữa. Rất mờ. Ổ khóa còn nguyên luôn. Bường chữ nổi giống hệt như là Gem Thái nhá. Đây, thương hiệu Long Sin. Xem đi. Càng đen. Biển số đăng ký F2 là 26F2 82222. Cưới em về thì chưa tắm rửa, chưa lau chùi gì cả, vẫn để đây và quay chia sẻ anh em. Nếu ai mà yêu thích dòng xe Long Sin thì yên tâm với chất lượng của em đó.